phù hợp quá ấy. Ừ, công nhận điện thoại xịn khác cái này nó khít thật ấy. Wow, đúng là đầy đủ phụ kiện luôn ấy. Ủa, mà nhớ là iPhone 8 nó đầy làm chứ có màu hồng nhỉ? Sao đây nó lại có màu hồng nhỉ? iPhone 8 đấy hả? Ui, sao mà em sang nhà chị mà em nhẹ nhàng thế? Chị chả biết là em sang luôn ấy. Cô thích đi du lịch về rồi ạ. Sao thế? Em bảo là em chả biết mua cái gì tại sao em cứ mong quá. Chị thích điện thoại đúng không? Chị thích chơi những thứ này. Em tặng chị đấy. Em đùa à? Em có biết đây là cái gì không? Đây là iPhone 8 ấy. Cái này đắt lắm ấy. Em ơi, nó đi chơi về mà nó tặng mình hẳn iPhone 8 này á. Ui, giấc mơ của đời mình. Chị nằm ngủ suốt ngày á, chị mơ đến con điện thoại này ấy. Chị bảo năm nay á, chị phải học hành thật giỏi giang và tích góp tiền điện thoại nhưng mà cũng không thể đủ mua được. Chị cảm ơn em nhé. Ôi, con điện... chị bình tĩnh đi, chị cứ mở ra đi. Ôi, nhưng mà chị không thể bình tĩnh được ấy. Em thử tưởng tượng xem một con điện thoại như này làm sao mà chị có thể bình tĩnh được. Ôi, tim chị đang đập này. Sao thử xem. Đấy, một cái tình thịch nó sắp nhảy ra ấy. Mở thử nhá. Chị cứ mở đi. Chị mở chị cũng run ý. Thôi chị sẽ mở. Chị hồi hộp quá ấy. Ừ, công nhận điện thoại xịn khác cái này nó khít thật ấy. Wow, đúng là đầy đủ phụ kiện luôn ấy. Ủa, mà nhớ là iPhone 8 nó đầy làm chứ có màu hồng nhỉ? Sao đây nó lại có màu hồng nhỉ? iPhone 8 đây hả? Điện thoại xịn đấy hả? Em bảo, đây này. Em quá đấy. Thế chị có chơi không? Đi du lịch về tặng hẳn cái iPhone 8. Chị có lấy không? Hay là em mang về nào? Điện tử đấy nhá. Cái này có phải điện tử không? Có chơi được không? Thế tại sao phải cho vào cái hộp này? Chứ chẳng nhẽ em tặng chị thì em cầm không cái này à? Em cho vào cho đó mất tiền. Ôi được, có còn hơn không. Chẳng nhẽ bây giờ á mang về á mình làm gì để chơi tử trời bừa mày chết vào liền. Nhưng mà công nhận em làm chị quả đau tim. Nhưng mà thôi cũng được. Dù sao cũng là món quà. Đằng sau Doraemon. Ừ, để có Doraemon đấy. Sợ thật đi. Này, chị xin điện thoại nó này cầm về nhé. Hãi quá cơ đấy. Đây, trận tranh chị vẽ em đấy. Yêu không? Chị em vẽ. Xinh lắm, giống hệt em ấy. Thì giống em ấy. Mà cái điện thoại này mà làm cho người ta tự bỏ. Vớ ngay cái điện thoại này. Chuột, nó không bỏ. Đây, thôi. Biết tin em về, chị đã chuẩn bị đồ ăn rồi. Làm một bữa rất là thịnh soạn cho em. Được tặng con iPhone mà. Đi, vào chị nấu đồ ăn cho ăn. Quá rồi. 8. Nè, iPhone 8 mà thế này này. Trời ơi, nó có sự liên quan không em? Nào, người ta đau tim hồi em bảo hồi. Tim nó tưởng nhảy ra ngoài. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé.